Sau khi có thông tư 12, trung bình mỗi ngày, đội đăng ký quản lý xe thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình đã đăng ký mới và sang tên đổi chủ cho khoảng từ 50 đến 100 phương tiện. Qua hoạt động đăng ký của 9 tháng đầu năm, đội này đã phát hiện khoảng 50 trường hợp là xe gian, xe lậu, bị đục lại số khung, số máy và đều không có giấy tờ hợp lệ. Đa số loại phương tiện đều được người dân khai báo mua cho các hiệu cầm đồ. Cũng là một cái tâm lý chung là người dân rất là tham rẻ và cũng có một số những cái trường hợp là người dân không hiểu biết thì nghe cứ tưởng là mua như thế là có cái giấy bán rồi. Cái chủ hiệu cầm đồ thì họ thường đưa cho nhân dân một cái giấy bán nhưng mà lại không có xác nhận của chính quyền địa phương và cái giấy bán đấy thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý gì. Thế nhưng mà người dân lại tưởng là như thế là đã là xong rồi. Cũng theo Thiếu tá Hằng, phần lớn các trường hợp mua phải xe gian, xe trộm cắp là người dân tộc thiểu số và đều rất nghèo. Thế nhưng mà để giải quyết được cái xe đấy và tìm được ra cái đối tượng mà cắm ký cái xe đấy thì hiện tại cũng rất là khó. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình thì cũng đã tiếp nhận rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng tôi chuyển sang, như hiện giờ thì hầu như là cũng chưa giải quyết được cái việc này. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, tình trạng người dân mua bán phương tiện không sang tên, chuyển chủ hiện diễn ra khá phổ biến. Trong số đó, có rất nhiều phương tiện là xe gian được các chủ hiệu cầm đồ mua lại và sau đó bán lại cho người tiêu dùng. Nhiều phương tiện tuy có đầy đủ đăng ký, nhưng giấy mua và bán lại không có xác nhận của xã, phường, thị trấn, nên coi như là vô giá trị. Thậm chí có những trường hợp, do là xe gian từ trộm cắp mà có, người mua đã đục lại số khung, số máy, sử dụng biển số giả và bằng mắt thường thì rất khó để phát hiện. Người dân ấy, người ta mua, có những người người ta không hiểu biết về pháp luật. Người dân vùng sâu vùng xa người ta cứ tham rẻ người ta mua thôi. Nhưng thực tế nếu mà anh cố tình biết xe gian xe lận nhưng mà xe lậu nhưng mà vẫn mua thì là liên quan đến pháp luật, xử lý pháp luật được. Nhưng có những trường hợp người ta không biết thì người ta mua thì cái này cũng là cái trường hợp thiệt thòi cho bà con nhân dân thôi chứ không xử lý được. Cách đây hơn một tháng, tại thành phố Hà Nội, Nam Định hay thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã công bố phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng giấy đăng ký xe giả đến làm thủ tục sang tên đổi chủ. Trong đó có cả ô tô dùng đăng ký giả hoặc bị đục lại số khung, số máy. Vì thế, để tránh tình trạng mua phải xe gian và xe lậu, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an mới đây khuyến cáo, sau khi mua xe cần tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ ngay, không nên mua bán qua trung gian, giao dịch bằng giấy viết tay mà phải có công chứng. Ngoài ra, người mua cần biết rõ địa chỉ chủ bán xe.